Thiếu thơ như thiếu nụ cười, vắng thơ tôi thấy đứng ngồi. Thơ là món ăn tinh thần trong cuộc sống hàng ngày. Đối với tác giả Nguyễn Văn Thể thì không thể thiếu thơ. Hồn thơ càng lắp càng đầy, tình thơ càng nặng, càng đầy tình thơ. Ông nay đi tuổi đã cao, mái đầu đã bạc, nhưng trong ông càng giàu tình thơ. Xin chân thành cảm ơn ông. Chúc mừng ông sân mới sinh nhật lần thứ 85.
Ông mãi mãi sống vui, sống khỏe, tiếp tục với công việc thanh cao của mình để cứu vớt sự sống cho những con người tưởng chừng bất hạnh. Ông cứ vui, vui với thú chơi của mình, viết thêm nhiều bài thơ, góp phần phong phú vào nền thơ ca của nước nhà.